Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ở đây để unbox một cái game mà mình rất là hóng từ bữa bây giờ luôn rồi. Đó là đây, game này, Wingspan. Thì ở bên đây mình sẽ có một cái hộp Wingspan đó, là cái game engine building sưu tầm chim mà mình rất là thích luôn, rất là đẹp. Nó chơi rất là vui và đặc biệt là nó rất là đẹp, rất là xinh, rất là dễ thương. Thì hôm nay mình đã có trên tay bộ Wormspan để có thể unbox cho mọi người. Thì nó có thể gọi là retheme lại của Wingspan, nhưng mà theo như mình tìm hiểu ấy, thì nó nhiều cái hay ho lắm. Mà bây giờ ok, để vậy thôi rồi, để lên video vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ vào những cái nhân vật chính, đó là Wormspan. Thì để có được bộ game này ở đây, rất là cảm ơn bạn Dũng Nguyễn Phan đã hỗ trợ mình để có thể có được bộ Wormspan để anh bốc cho mọi người xem. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn rất nhiều rất nhiều. Rồi, thì chúng ta sẽ có bộ Wormspan này. Cái điểm đặc biệt á, đó là khi nãy mình lấy cái hộp Wormspan ra, mình cũng hơi bất ngờ là cái bộ Wormspan này nó cái dimension của nó khác, nó sẽ hơi lùn hơn, cái chiều dày này nó sẽ hơi mỏng hơn so với Wingspan. Thứ hai là mình sẽ có một cái box cover rất là đẹp, rất là ngầu. Thứ ba là cái game này á, nó là một cái Wingspan game. Wow, tức là mình nghĩ là sẽ có thêm nhiều, mình hy vọng kiểu như mình hy vọng ấy, sẽ có một cái Wingspan mà ở vũ trụ sci-fi kiểu sưu tầm robot. Wow. Và cái game Wingspan này được design bởi một tác giả tên là Connie Wonderman. Ok, và vẫn được phát triển bởi Elizabeth Habray là tác giả của Wingspan đấy. Rồi. Ui. Đó là mặt trước. Mặt sau thì chúng ta sẽ có giới thiệu về cái game này. Thôi không có gì. Ok, mình sẽ đi unbox nó đi. Chúng ta tới này để xem inbox mà. Một lần nữa trước khi mở hộp ra, rất cảm ơn bạn Dũng Nguyễn Phan đã hỗ trợ mình để có bộ Wingspan inbox trong cái video, cái livestream ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong game nó sẽ có cái gì. Ok, wow. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái rulebook. Mà mình lâu rồi không có đọc rulebook của Wingspan, nhưng mà mình cảm thấy cái size rulebook này nó hơi lạ một chút ha. Và đặc biệt bây giờ các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này, bạn có thể download cái app này ở trên điện thoại iOS, Android đều đã có, hoặc là nó có website luôn để học luật chơi game mà không cần đọc luật. Yay, cái app sẽ hướng dẫn cho các bạn và có khá là nhiều game đã có trên ứng dụng đó rồi nha. Mình cũng có sử dụng khá là ok á, khá là tuyệt vời á. Rồi, mình sẽ có một cái rulebook. Nói chung là hình như cái size này nó nhỏ hơn cái size của cái rulebook Wingspan nếu mình nhớ không lầm. Thì nói chung cũng sẽ là setup, hướng dẫn, gameplay, này kia nọ. Wow. Đây là kiểu như từ điển rồng á, từ điển các loại rồng á. Ồ, hay nhờ. Ủa, cái này hình như Wingspan không có đúng không? Wow. Hay à. Kiểu như là đặc tính của mấy cái con rồng nó như thế nào ấy. Đầu tiên là sẽ có minh họa của con rồng đấy, cái số thứ tự của nó này, đặc tính này, cái kích thước của nó này, cái điều kiện mà nó cần này, cái tổ của nó và cái những cái thông tin, có cả plot, có cả cái flavor text. Wow, hay quá. Wow. Wingspan, lộn, trời, tôi là Wingspan rồi. Wormspan Automa. Đây là cái solo rulebook để có thể chơi solo game này. Wow. Rồi, rồi. Ở bên trong mình sẽ có một cái đây, cái này là giấy để tính điểm nha. Score pad. Ngoài ra mình sẽ có một cái đát, hai cái đát, ba cái đát, bốn cái đát, năm cái đát. Ok, năm cái đát bài, trong đó có bốn đát bài. Đây, bốn đát bài là sẽ có những chú rồng
rất là dễ thương. Và một cái deck bài này theo mình biết đây là mấy cái hang động nơi mà mấy chú rồng sẽ vào ở. Thì cái nhiệm vụ chính của chúng ta ở trong cái game Wingspan này đó là xây một cái vùng đất để cho và thu hút những cái chú rồng này đến ở. Chúng ta sẽ có hai cái hộp đựng token, yeah, và một cái bịch rất là nhiều zip bag để các bạn có thể đựng token. Và không thể thiếu một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ một cái game Wingspan, Wormspan nào, đó là trứng. Rồi, đề nghị tránh xa vòng tay trẻ em nha. Tôi nghĩ là mấy cháu nhìn cái này sẽ tưởng kiểu Sikula đấy, đớp liền. Ngoài ra chúng ta sẽ có mấy cái wooden components, bao gồm cái này giống như là cái để track điểm hả, mấy cái explorer meeple. Ok, và cuối cùng là mấy cái hộp. Sau đó chúng ta sẽ có một cái, wow, có một cái này hay này tôi mới nhìn thấy. Người ta sẽ nói là cái này trước. Sữa hả? Rồng tầm này cũng uống sữa nữa hả? Xịn vậy. Rồng thời buổi giờ là uống sữa bằng chai luôn. Ngon lành vậy. Thì đây sẽ là cái First Player Token cho các bạn nào quan tâm. Nó có hai mặt nhưng mà hai mặt nó giống nhau. Okay, cũng ok. Ngoài ra đây là sữa. Và chúng ta sẽ có một cái token này. Wow. Hiếm khi nào mình thấy cái token nào mà dùng cái kiểu giả kim loại vậy. Kiểu giấy bóng. Kiểu cái cán một lớp bóng lên đấy. Thì cái này có vẻ là tiền á. Nhưng mà là giấy nha. Ý là nó là giấy. Giấy. Nhưng mà họ cán hai cái mặt của nó là cán một lớp bóng giả kim loại. Giống như kiểu như là đây sẽ là một cái đồng coin, đồng xu ấy. Nhưng mà thật ra nó không phải là bằng kim loại đâu. Rồi, đập vào chúng ta sẽ có một cái board. Cái điểm mà mình thấy khá là khó chịu ấy. Không biết nữa, đối với cá nhân mình tức là họ dùng rất là nhiều mấy cái graphic mà dạng vẽ tay ấy. Tức là họ có ý đồ hết. Chứ không phải là không. Giống như cái này. Này. Bạn có thấy là rất là nhiều mấy cái graphic vẽ tay. Như chúng ta sẽ thấy ở đây này. Có hai cái minh họa với lại mấy cái này giống như kiểu như là một cái nốt ấy. Ở trong mấy cái hang động ấy. Kiểu như vậy. Họ muốn truyền tải cái đó ấy, nhưng mà kiểu mình nhìn nó không được đẹp ấy. Kiểu nó không có được đẹp ấy. Rồi, mình sẽ có một cái gọi là cái gọi là gì? Gọi là cái ban hội hả? Dragon Guild. Thì trong game sẽ có những cái guild khác nhau mà chúng ta sẽ nhận những cái benefit khi mà đi. Nói chung là kiểu như là hội thay vì bình thường mấy cái guild ở trong mấy cái fantasy sẽ kiểu như đi săn rồng ấy, trong khi những cái guild ở đây thì sẽ đi bảo tồn giống rồng ấy. Chắc rồng trong đây cũng hiếm dữ. Đây. Và mỗi cái guild sẽ có một cái thẻ nữa, tí nó sẽ có cái thẻ để bỏ lên đây. Ngoài ra mình sẽ có một cái round checker. Wow, làm cũng xinh, cũng kiểu như là có thêm ấy, có thêm mấy cái nhìn xinh xinh so với lại Wingspan. Cái graphic ấy, của cái bản Wingspan này kiểu thật sự là mình không thích bằng Wingspan, cho dù là mình nghĩ là nó sẽ có nhiều cái hay ho. Rồi, tiếp theo mình sẽ có 5 cái player mat. 5 cái player mat thì nó sẽ giống nhau thôi, nên chúng ta sẽ xem một cái thôi. Nè, đây là mặt sau của nó. Wow, cái mặt sau này thì cũng ok, khá là ưng. Khá là dễ thương. Thì ở trong đây giống như là Wingspan thì sẽ là 3 cái khu vực mà mình có thể nuôi những cái chú chim. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có 3 cái vùng đất mà chúng ta có thể kêu những cái chú rồng đến ở. Đây, mình sẽ có mấy cái thẻ hang động là những cái thẻ hình vuông này. Kiểu như bây giờ mình sẽ có một cái action để mình có thể xây cái hang đó vô trong đây. Và khi có hang rồi, những cái chú nào thích ở khu nào thì mình có thể chiêu mộ nó vô. Thì mỗi cái chú rồng sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Có thể là sẽ cần thịt thà này, có chú thì sẽ cần có trứng này, có chú thì sẽ cần có sữa này. Đây thì sẽ có mấy cái chú rồng như thế này. Thì
Ở bên cái góc bên đây á, chúng ta sẽ có cái yêu cầu để mà kiểu như là kêu nó dở, và những cái location mà nó muốn ở thì nó sẽ có ba cái khu vực như vậy, đó là màu đỏ, màu vàng và màu tím. Ngoài ra mình không chỉ kêu nó về không mà mình còn tổ chức được cả tour du lịch, giống như kiểu như là mình đi tham quan động Phong Nha vậy đó. Thiệt, tôi thấy giống thiệt, kiểu như mình đi tham quan động Phong Nha vậy đó. Mình nhớ hồi nãy có mấy con Meepo hình người á, thì chúng ta sẽ dắt nó đi tham quan mấy cái hang động này để đi ngắm rồng. Giờ mình sẽ khui cái này ra cho các bạn xem thêm một vài chú rồng nữa, tại vì mình thấy nếu mà những cái game này á, cái điểm ăn tiền nhất thì chắc là thẻ bài, bài này kiểu như mình sẽ có những cái chú rồng như kiểu kiểu như vậy, Warming Five, hoặc là con này đây. Như ở trên góc trái thì chúng ta sẽ thấy cái cost của nó, có thể hiểu là cái điều kiện á mà nó cần á để chúng ta có thể đem nó về cái vùng đất mà nó muốn sống. Cái hình cái đuôi này á sẽ là cái điểm khi mà mình đem nó về nuôi thì mình sẽ được bao nhiêu điểm về cuối game này. Còn cái hình cái này là cái nest, là mình có thể ấp trứng á, cái trứng hồi nãy mà mình unbox ấy, thì nó sẽ là cái số trứng mà cái con này nó có thể chứa. Ở dưới đây thì nó sẽ là cái ability của nó sẽ có những cái loại ability kiểu giống như là khi mà mình đánh nó ra mình sẽ được kích hoạt, hoặc là vào cuối round mình sẽ được kích hoạt, hoặc là khi mà mình làm cái chuyện gì đó mình sẽ được kích hoạt. Nó có thể có lợi cho mình hoặc là có lợi cho tất cả mọi người kiểu kiểu vậy. Ngoài ra sẽ có thêm cái tính trạng của cái con đó, cái trait của con đó. Thì như mình nói, một cái điểm mà mình khá là chê đó là cái graphic, không phải là cái graphic mà gọi là gì, cái graphic là không nói rồi, nhưng mà cái này gọi là cái UI UX á, UI UX kiểu là cái cách trình bày của một cái thẻ, thì nó kiểu tự nhiên kiểu như là đang gặp ấy, xong rồi cứ thích rồi cái vẽ lên rồi ghi cái playful ở chỗ này. Nó rất là kiểu như là nhìn nó không có được xinh ấy, nó không có quá nổi bật. Thì đó là cái phong cách mà họ chọn, kiểu giống như là nó hơi huyền ảo một chút xíu ha, ok mình có thể hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà về cái UI UX thì mình khá là chê, kiểu quá, tức là mình cảm giác đây, chúng ta sẽ xem, không công nhận, coi coi thêm nhiều ở đây thì cũng có nhiều cái con rồng ngầu thiệt. Tức là về cái illustration á, về cái minh họa mấy con rồng á, thì mình không có vấn đề gì hết, mình thấy ok lắm, tuyệt vời lắm luôn. Như vậy là quá ok rồi, không hề xấu tí nào, rất là xinh. Và rất là nhiều style khác nhau, có cả style dễ thương, hồi nãy có xem mấy con có style dễ thương, hoặc là style rồng, cái này là kiểu như là rồng cổ điển này, hoặc là kiểu như là rồng châu Á, rồng phương Tây cũng có luôn, hoặc là kiểu như là một cái loại dị dị như là kiểu như là rồng đá này. Tức là có rất là nhiều cái graphic khác nhau, Blue Keeper kiểu kiểu vậy, rất là đa dạng về các cái minh họa là điều mình khá là thích, nó không bị gò bó. Mặc dù mấy cái chủ đề là rồng vậy chứ thực ra kêu vẽ mấy trăm con rồng là không phải là chuyện đơn giản đâu nha, kiểu như mình sẽ nghĩ ra được vài con thôi ấy, kiểu như mình nghĩ tới mấy trăm con ấy, thật sự là nó không có dễ. Nên kiểu mình sẽ thấy là có nhiều cái minh họa nó khác bọt với nhau hẳn luôn, kiểu như sẽ lâu lâu sẽ lòi ra mấy cái con mà nhìn nó rất kiểu kiểu là, và cũng sẽ có lòi ra được mấy cái con nó khá là nghiêm túc kiểu kiểu vậy. Wow, nice, hay quá, kiểu đặt tên hay quá. Action One là phải kiểu thế này, Action One rặt mùi của rồng châu Á luôn, kiểu y chang như rồng kiểu rồng châu Á ở trong mấy cái phim, hello, kiểu đúng là Asian One mà. Koi, koi warm, koi là kiểu như là cá koi á, thiệt, nhìn cái vảy của nó giống, và cái đuôi của nó y chang như cá luôn, koi warm, hay à, đặt tên hay thế. Để thấy bài thì mình sẽ lấy luôn cái con ảnh bìa này ra. Cái hình minh họa thì nãy giờ mình xem rất là nhiều rồi, và phải nói thật là nó rất là đa dạng, nó đẹp,
và nó khá là dễ chịu để nhìn. Nhưng mà nó bị một cái vấn đề, đó là cái UX UI của nó quá chán. Ý là không phải nói về mặt minh họa, nhưng mà khi mà mình cầm cái thẻ lên á, thì rõ ràng là cái thẻ bên phải ấy, nó mang lại nhiều cái sự dễ chịu hơn về cái cảm quan, và những cái thông tin mà nó trình bày một phần nào đó cũng tốt hơn. Và cái điểm mà mình cực kỳ ghét, ngoại trừ cái việc mà gạch gạch rồi ghi cái track ở chỗ này á, đó là mấy cái mà minh họa cái địa điểm mà nó, cái con rồng này có thể ở, tự nhiên là làm ba cái gạch ở đây, và nó với vai với vẫn là kiểu nếu mà nó không thích, nếu mà cái con nó không thích ở chỗ đó thì nó sẽ để màu trống, tức là nó không xóa cái đó đi mà nó vẫn để. What? Yeah. Tại sao? Thay vì chúng ta sẽ có một cái góc ở trên đây, đây nó thích ở trong cái khu màu xanh này, thì nó sẽ chỉ có một cái hình màu xanh thôi. Còn nếu mà khi mà nó thích vừa màu xanh lá vừa màu xanh dương thì nó thêm cái màu xanh lá xanh dương vô. Còn cái này nó không thích ở hai chỗ dưới nhưng mà tôi vẫn để hai cái khung ấy, có chịu không? Không chịu hả? Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Còn ví dụ con này này nó thích ở hai chỗ thì tôi tô hai ô, còn chỗ không nó không ở tôi vẫn để, tôi không xóa. Và nó chiếm khá là nhiều diện tích của cái này ấy, hãy để cái diện tích đó cho tôi để tôi show cái ạt ra đấy. Kiểu này cái con này ấy nó rất là xinh mà nó không có đủ chỗ nằm trong cái thẻ này, nó thật sự không có đủ chỗ nằm trong cái thẻ này, nó phải lấn xuống dưới một chút. Ừ, hiểu không? Trong khi còn chừa cái góc này để làm mấy cái vớ va vớ vẩn, trong khi tên của nó ở trên này dư chỗ luôn á, kiểu như tên nó chỗ nó ở trên này á, kiểu như mình chỉ có thể làm một cái góc ở đây này mình có thể làm, và hỏi định chọn làm như thế này tôi không hiểu luôn. Nhưng mà phải nói một lần nữa là cái minh họa có nghĩa là cái hình vẽ cái con rồng này nè thì rất là tuyệt vời, kiểu đa dạng và nó kiểu phong phú ấy, và cái cách đặt tên của họ cũng hay nữa. Tại vì mình phải thật sự mình phải khâm phục ấy, kiểu bởi vì các bạn hãy nhìn thấy là vẽ hết cái đống này đều là rồng hết thì nó không phải là chuyện dễ dàng. Chim thì thật sự là có thật để mình có thể tham khảo, rồng kiểu và nó phải khác nhau hết, và nó phải khác nhau hết, không có con nào giống con nào. Thật sự là cũng áp lực cho cái đội ngũ minh họa. Phải nói là một tràng phần vỗ tay. Và thật sự là nó có nhiều cái phong cách khác nhau luôn chứ không có bị rập khuôn, cái điểm đó là cái điểm càng đáng hoan nghênh hơn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích cái sự mà consistent ấy thì nhìn vô trong đây sẽ thấy nó sẽ lâu lâu sẽ có mấy cái con nó rất là nghiêm túc, nhìn nó rất là ngầu, kiểu nó giống như là rồng sống mấy ngàn tuổi vậy, nhưng mà sẽ kiểu như có mấy cái con mà nhìn nó ngáo 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 mà nó kiểu cute hụt me ấy. Nhưng mà nó sẽ là như vậy nha. Còn nó sẽ khác với lại Wingspan, nó sẽ khác với lại Wingspan. Ở Wingspan nó khá là consistent về cái mặt graphic cũng như là minh họa, nó cùng là một cái thể loại như nhau hết. Còn như Wingspan thì mọi người nãy nghe cái show ra mấy cạc ấy, mọi người cũng sẽ thấy là nó sẽ có cái cạc này nó sẽ hơi nhí nhố, phong cách nó hơi nhí nhố một xíu, nhưng mà cũng sẽ có cái cạc mà nó phong cách nó rất là mạnh mẽ kiểu kiểu vậy. Đó là cũng là một cái mình sẽ quan tâm nhiều ở những cái game như thế này, là không chỉ là cái gameplay mà là cái nhỏ nhặt vậy đó mọi người. Rồi ở dưới cùng á thì mình sẽ có hai cái punch. Hồi nãy nghĩa có nói sơ qua về cái này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ nói lại thêm một chút xíu. Đó là mình sẽ có bốn cái hội khác nhau. Thực ra nó là cái hội cho nó sang vậy thôi, thực ra nó cũng không có gì, nó chỉ là một cái kiểu như là một cái phương pháp để mình có thêm một cái hướng chơi trong game để score điểm, hoặc là một cái kiểu như là có thể gọi là một cái nhiệm vụ đi. Ừ, nói nghe nó thì mà tới chút xíu đi, giống như là mỗi cái hội á họ sẽ có một cái sự quan tâm khác nhau về những cái chủng loại rồng, hoặc là về những cái yêu cầu gì đó. Thì đó, nó sẽ mỗi lần chơi mình sẽ chọn một cái hội trong bốn cái hội này để mà đặt lên trên cái board này. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có mấy cái ô vào.
mấy cái token khác, thịt thà hoặc là vàng hoặc là kiểu cái này là cái gì không biết. À, cái này giống như kiểu như là một cái scoring ở mỗi cuối round vậy. Thường á giống như Wingspan á thì mỗi cuối round sẽ nhảy vô để giành điểm á, thì cái này nó cũng sẽ có như vậy, kiểu như là nó có thể là một cái chủng loại rồng nào đó, hoặc là có thể là tổng tổng số trứng, hoặc là nó giống như một cái nhiệm vụ ngắn hạn vậy đó. Ngắn hạn mỗi round vậy đó. Đây Hatchling này, Medium Dragons này, cái kiểu ở trên đó thì tùy ngay cái thời điểm cuối round đó mà ai có cái gì thì sẽ nghỉ vô xếp hạng. Nhìn vô cái box cover của cái này á, mình sẽ cảm giác á, là cái minh họa của nó sẽ đặc biệt hơn, sẽ đặc biệt hơn. Nhưng mà khi mà mình vào bên trong rồi đó, như nãy giờ chúng ta sẽ nói nó sẽ có mấy cái UI nó chọn hơi bị chán, nó sẽ có những cái graphic mà nó chọn nhìn nó hơi bị buồn. Rồi cái màu á, của những cái token á, nó cũng kiểu cố gắng làm cho nó bị nhạt một chút xíu á, nó không có colorful lắm, nó không có colorful lắm. Nói chung là để consistent với lại cái chủ đề, nó kiểu hơi mystical, hơi fantasy như là rồng, nên họ muốn làm nhìn cho nó kiểu ma mị chút xíu, cho nó kiểu như không phải là quá rõ ràng ấy. Thật sự là Stone Mayer thì quá quá bá đạo trong cái khoản marketing rồi. Họ chọn một cái con rồng và một cái minh họa nhìn nó rất là đặc biệt ấy, rất là đẹp ấy. Đó. Nên nó cũng đặt làm cho cái kỳ vọng về cái để mình sẽ có một cái bộ game đẹp ấy, nó cũng sẽ cao lên. Và khi mà mình thật sự là mình nhìn thấy nó thì wow, nó cũng không phải là lấp lánh lắm. Dù sao thì đây vẫn là một cái game mà mình thấy cũng rất là ok. Về mặt, nói chung là về mặt sản xuất á thì không có vấn đề gì. Tất cả những cái game của Stormier đều rất là chất lượng rồi, không có phải vấn đề gì hết. Còn lại chỉ là wow, cái gameplay thôi. Và chúng ta sẽ sớm có một cái video chơi game này ở chế độ solo. Tất nhiên mình nói nhiều về cái graphic như vậy là cũng tại vì nó là một cái mình khá là quan tâm ấy mọi người. Chứ còn thật ra kiểu qua chủ yếu vẫn là nó chơi có hay hay không. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái điều đó sớm ha. Mình cảm ơn mọi người đã xem cái unboxing của mình. Và một lần nữa rất là cảm ơn bạn Dũng Nguyễn Phan đã hỗ trợ để mình có cái game này để unbox cho mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mấy cái livestream khác hoặc là mấy cái video khác. Khá chắc là video này phải chơi thôi, cái game này phải chơi thôi. Bởi vì wow, đọc cái gameplay của nó khá là cuốn á, khá là hay á.